Heard of alkaline ionized water, but wondering what it can do for you? Well, here's 10 reasons to. Bạn đã nghe về nước pi chưa? Tự hỏi chúng tôi có thể giải thích giúp bạn. Đây là lý do nên uống nước pi hàng ngày hay không? Thứ nhất là tính thanh lọc. Nghiên cứu chỉ ra rằng uống nước pi giúp ta thanh lọc cơ thể tốt hơn so với nước thường. Thứ hai là tính thải độc. Nước pi cung cấp cho cơ thể khả năng thải độc hàng ngày, rửa trôi các độc tố. Thận sẽ thấy biết ơn bạn vì các ion trong nước pi loại bỏ các độc tố có tính axit, và gan của bạn sẽ nói chúc mừng vì các chất chống oxy hóa tăng lên và máu được loại bỏ các độc tố. Bụng dạ bạn sẽ cảm thấy khác và dĩ nhiên bạn cũng sẽ cảm thấy thoải mái. Thứ ba, cân bằng pH trong cơ thể. Nghiên cứu chỉ ra rằng tăng pH trong nước tiểu của bạn thêm một độ pH sẽ loại bỏ hoàn toàn hội chứng chuyển hóa như béo phì, huyết áp cao, mỡ máu, đường huyết và sỏi thận. Cũng theo nghiên cứu mới đây cho biết, nước pi giúp ngăn ngừa chứng dư axit bằng cách tăng 40% cho đến 70% mức pH trong máu so với nước thường. Thứ tư là giảm cân. Hydrogen giúp bạn có khả năng có năng lượng cao và có khả năng đốt cháy nhiều calo. Nghiên cứu gần đây cho thấy uống nước pi hàng ngày sẽ giảm được 12 pound trong vòng 2 tháng. Và thứ người ta thay đổi duy nhất là thay đổi nguồn nước uống hàng ngày bằng nước pi. Thứ năm, chất chống lão hóa. Nước pi gấp 3 lần lượng chất chống oxy hóa so với vitamin C. Nó được gọi là một vũ khí tiêu diệt các oxy hoạt tính vốn gây hại cho tế bào và phá hỏng ADN. Và bên cạnh đó, giống như vitamin C, nước pi rất có hiệu quả trong việc ngăn ngừa sự hình thành và nhân lên của các gốc tự do, ngăn ngừa quá trình lão hóa. Thứ sáu là sức khỏe tim mạch và huyết áp. Nước pi cũng được kiểm chứng mang lại lợi ích giảm huyết áp và giảm mức cholesterol với những người cơ thể bị do thiếu khoáng chất. Thứ bảy là sức khỏe gan. Nước pi qua thực nghiệm đã chứng minh làm giảm mức chuỗi oxy lan truyền giữa các tế bào và gây hại cho gan. Nước pi còn giúp sinh ra chất chống oxy hóa và bảo vệ gan. Thứ tám là sức khỏe xương. Nghiên cứu cũng chỉ ra mối liên hệ rõ ràng giữa nước pi và xương. Khi mức pH cân bằng trong cơ thể bị phá vỡ, cơ thể bị axit hóa, cơ thể sẽ tự động cân bằng pH bằng việc lấy các khoáng từ các mô xương ra để cân bằng. Điều này có thể hình dung canxi sẽ bị lấy cắp từ xương của bạn. Thứ 9 là sức khỏe tiêu hóa. Các nghiên cứu gợi ý nước pi giảm triệu chứng bệnh viêm ruột và táo bón. Thứ 10 là hoạt động thể thao. Bạn sẽ cảm thấy sảng khoái hơn, bền bỉ hơn và phục hồi nhanh hơn sau khi chơi thể thao và có năng lượng nhiều hơn và những lợi ích nước pi sẽ mang lại. Call us now for more information and ask us about our 10 reasons discount for alkaline water ionizers.